Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta giao lưu với anh Nguyễn Huynh, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trên một cái mâm xoay, anh Nguyễn Huynh sẽ chia sẻ và giới thiệu một số những cái tác phẩm. Và tác phẩm đầu tiên trong cuốn video này đó là một cây linh sam. Xin chào các bạn nhá. Vâng, chào anh Nguyễn Huy. Vâng, hôm nay giới thiệu các bạn là bác Sinh đi qua đây thì thấy bác ấy bảo thế đang làm gì ầm ĩ này nè. Hôm nay em ở nhà em đóng cái thùng cây vào Sài Gòn, vào quận Bình Thạnh đó. Xa phết đấy, nhưng mà hôm nay làm cái này cẩn thận lắm. Vâng. Qua phải ông anh đóng thế là hết sức an toàn rồi. Đấy, cuốn nhiều cái là người ta mua của mình thật, nhưng mà mình thôi đây vật liệu cũng là cái giá trị thì thôi người ta ấy thì mình phải làm chắc chắn cẩn thận. Tí ngày mai nó không may vào trong kia nó hỏng thì lại phí. Vâng, trở lại với cây linh sam anh ơi. Vâng, giới thiệu một các bạn đây là cây linh sam song hình. Vâng. Cây hàng khai thác. Rồi. Linh sam, dòng linh sam hàng kim khai thác sông Hình. Vâng, hàng sông Hình. Đây là hoa của nó, đứng hoa là đẹp lắm rồi. Tới đây là hoa đẹp lắm đấy. Đẹp không? Dạ. Dạ, tóc cách. Cái chậu đã đủ đẹp rồi nhé. Rồi. Đây là cái tiểu cảnh. Vâng, một tiểu cảnh. Vâng, những cái dây này anh vào lâu chưa? À, cái dây này báo cáo anh là cũng nếu mà bây giờ mà tháo ra được rồi. Cái này tháo ra tốt rồi. Vâng. Cái này tháo ra tốt rồi, nhưng mà thôi tôi nghĩ là thôi cứ để đây thì cho nó chịu thêm một tí nữa. Ý tôi nói thế thôi, còn đây. Còn nếu mà ai giao dịch là có thể ai giao dịch là tháo được ngay mà. Rồi. Và cái này đơn giản mà cái này nó lằn hết, nhưng mà thôi hôm nay anh vào được suất thì tôi cứ để cho người ta biết là cách làm như này. Vò kéo cái này nó mới đẹp cây. Rồi. Thế sau nó chịu mình bỏ ra. Rồi, anh quay từ đi cho nào. Đấy. Cục đẹp, dễ đẹp. Chân đẹp. À, khi không đâu. Cái này nữa. Ở đây nếu mà bắn vô bắn cá mấy cái là để cho nó gọi thêm chín một tí. Vâng, một cây linh sam dáng trực với cái tay xà đưa xuống cũng rất là thấp, gần sát với mặt gốc. Cây cũng rất là già rồi. Cái này mà giao dịch thì giá bao nhiêu anh ơi? Ôi, bây giờ như này khó. Nếu anh hỏi giá thì thực ra thôi thì này tôi nói thật tôi không tiếc gì cả. Cái này thì nó cây già, cái cũng gọi là chuẩn, chỉ được chơi thôi, cái chuẩn rồi, chuẩn bài rồi. Được chơi rồi thì anh em có cái gì alo thôi. Vâng. Nhá. Vâng vâng. Có cái gì thì anh em cứ alo. Rồi anh nói thế tôi chả biết nói gì cả. Cả nhẽ tôi dùng từ là báo giá alo. Được rồi. Alo. Được rồi, rồi, nhất trí. Anh em nào yêu thích thì alo. Vâng. Rồi. Số điện thoại của anh Nguyễn Huynh hay cười tôi ghi ở dòng chữ giới thiệu tiêu đề video để các bác tiện việc giao lưu. Đúng và rồi. Có thể anh đọc chậm được không? Có, tôi đọc nhưng mà anh cứ ghi cho tôi vào nữa nhá. Rồi, anh cứ đọc đi. 0915426353. Rồi, cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn. Rồi, anh chuyển cây khác đi. Chuyển cây khác nhá. Vâng, cảm ơn các bạn. Vâng, tiếp tục lại là cây trang sen anh. Vâng, giới thiệu các bạn cây này cây trang sen. Vâng, cây trang sen. Nói dòng trang sen thì thật ra nói là cây này nó được cái ưu điểm nó như là một là cây hoa này cũng có màu sắc phải nó được quá đẹp này. Rồi.
màu sắc quá đẹp, trang sen, dáng huyền, dáng huyền rất là đẹp, đúng rồi. Và cái hoa này thì phải nói nó bền, phải nói là từ khi vĩ đẻ nó như này đến khi nó tàn phải đôi thẳng, thế mới hay. Ừ, cái này thì nó bền lắm mà dễ chăm, chứ nó không phải khóa đâu loại này, nhưng mà chậm lớn lắm anh ạ, chậm lớn lắm, chậm lớn mới tốt, chậm lớn lắm. Chơi bonsai càng chậm lớn càng tốt, chậm lớn lắm càng bền cây, nó không nhanh lớn được, chậm lớn nó cứ y ạch tiếng đi thẳng. Có thể đồng hồ nghĩ là nó chạy thế thôi, nhưng mà còn đồng hồ chả làm cái gì cả. Quá tuyệt vời đấy, cái màu của hoa trang sen này rất tươi. Vâng, cái màu hoa rất đẹp. Cây này chỉ đẹp rồi, dáng đẹp rồi, dáng quá đẹp. Rồi, xem cái gốc đấy, quay gốc đấy. Dáng quá đẹp luôn, này, gốc của nó, gốc to. Quay dáng. Được rồi. Ấy, có con lo con tử ở đây, để con tử cho đẹp, cho nó ấm. Còn nếu như anh em nào mà có cái định hình đẹp hơn nữa thì theo tôi như này là, một là khả năng kê cho vào cái thống cao hơn, cái thống cao hơn thì nó tôn cái nổi cái nổi nhường nhiều, nổi bệ lên. Vâng, nhưng mà thôi thì hãy có cái chậu này đã. Thế còn anh em nào có nhu cầu thì anh em là đổi cái chậu thì cũng được. Đấy, nó đẹp, cái này mà lên cái thống cao này đẹp lắm đấy, nó giống huyền quá. Nhất trí, đúng rồi, đấy là sự thật. Đẹp nhỉ, đấy. Đặt đâu cái này đặt vừa, đặt nó lao được nhẹ. Đấy, đẹp không? Cái này chơi dễ chơi. Dễ chơi. Ừ, đẹp. Cái này dễ chơi lắm. Cái này giao lưu nào anh? Cái này nó cũng chẳng nhiều tiền lắm đâu, theo thôi thì như này. Cái này thôi thì nó chỉ khoảng 7 triệu rưỡi. Mấy ạ? 7 triệu rưỡi. Vâng, 7,5 triệu. Vâng, chính xác. Tốt, chuẩn ra. Thế thôi, 7,5 triệu, thế thôi. Đẹp nha. Dạ, dạ. Cái bông hoa đẹp thế, màu nó đẹp. Ghê. Cái màu của hoa trang sen này tôi vẫn phải thừa nhận. Phải thừa nhận là cái màu trang sen hoa đẹp. Đẹp. Ừ. Mà nó lại bền thật, lại công nhận. Nói gì nói đúng là... Nó lưu hoa trên cây lâu. Đúng rồi, bền. Rồi, anh chuyển cây khác đi. Vâng, cảm ơn các bạn nhé. Rồi. Vâng, chúng ta tiếp tục đến với một cây linh sam nữa. Vâng, chào các bạn nhé. Hôm nay lại giới thiệu với các bạn một cái tác phẩm linh sam. Cây này là cây hàng khai thác, nhưng mà ghép cây cổ nó là ghép 86 anh ạ. Vâng. Tôi nói luôn là cây này là cây linh sam trong hình, nhưng mà hàng khai thác, nhưng mà ghép 86 nó như này rồi. Cây này tới đây giao họa thì thôi rồi. Mà dáng cái này cái dày già này, là gốc của nó đây, đấy mặt nào cũng đẹp, đấy mặt nào cũng nhìn cũng có chiều sâu của cây nghệ thuật, cây về gọi là dáng nghệ thuật rồi đấy, đấy. Các cụ ngồi đánh cờ bài mà cái quả mọc um tùm dưới ngồi ngồi giữa mọc cỏ mọc ngồi mọc cái dễ quả. Rồi. Hai cụ ngồi đánh cờ là đánh chắn bè lên ra là thôi thì vừa rượu vừa từ lúc mà chưa có cỏ mà cỏ mọc um tùm mà chưa về, vẫn chưa hết ván đấy. Bảo sao vừa rồi cờ vua Việt Nam là đứng thế giới. Đúng rồi. Nhất thế giới nên nó có phải chuyện vừa đâu. Người Việt này đâu có chuyện vừa đâu. Vâng, tác phẩm này khoảng bao tiền anh? Tác phẩm này nó chỉ khoảng 7 triệu đây anh ạ. 7 triệu. Vâng. Rồi. Giá 7 triệu cái linh sam nha các bạn. Đẹp như vẽ luôn. Không phải đắn đo suy nghĩ gì cả. Rồi, cho tôi lấy kiểu ảnh cái này. Vâng. Đẹp như vẽ. Lấy cảnh đại diện cái này hay chụp nhá. Vâng. Rồi, cảm ơn anh. Anh di chuyển đi. Và chúng ta tiếp tục đến với một cây hồng ngọc mai. Chào các bạn nhá. Rồi, chào anh. Xin giới thiệu các bạn, đây là tác phẩm một tiểu cảnh như thế. Em mai, nhưng mà mai hồng ngọc mai. Em đang đứng ngồi trên cục đá. Ngồi trên cục đá.
Đây, dạ vâng. Và anh có cái khay mỏng thế nhỉ? Ui, cái này khay gốm ấy chứ, nó gọi hàng đặt mới có chứ còn người ta không đặt đấy đâu cho có. Rồi, khay hay đấy. Có được không? Rồi, anh cứ quay thêm một vòng nữa đi. Tiếp, tiếp một vòng nữa. Rồi. Hả? Không. Nếu thừa thì lên nắp. Thừa lên nắp. Quay xuống chân. Lấy kéo rồi lấy ra. Cây hồng ngọc mai này giao lưu giá nào anh? Cây hồng mai nó sao nào? Cái này thì... chưa định được giá à? Nó xinh quá. Cứ đến lúc tôi hỏi anh mới lại nghĩ. Nghĩ để xem nói bao nhiêu. Cái này. Coi như này. Anh em nào có cái nhu cầu thì tôi cây này là giao lưu 4 triệu. Vâng, giá 4 triệu nhá. Vâng, rồi. 4 triệu. Tất cả các cái báo giá của vườn Nguyễn Huynh thì có bao ship không anh? Tôi báo giá là bán tại nhà. À vâng, đấy. Nhưng không còn anh em nào chuyển đi đâu thì tôi cứ hỏi nó rõ ràng. Hỏi nó rõ ràng đấy là được. Đúng rồi, còn anh em trả tiền ship thì tôi cũng biết đi đoạn nào. Rồi. Thì tôi báo giá đấy rồi, ngay Hà Nội còn đỡ gần ngay đây mà đi tận Sài Gòn ấy thì anh bảo là như nào thì tốt nhất là thôi cứ bán tại nhà thôi. Rồi, giá tại nhà thôi. Rồi, anh chuyển cái khác nhá. Vâng, cảm ơn các bạn nhá. Vâng, úi dồi anh có cây gì đây, như là cây sam trái à? Vâng, cảm ơn anh, đây là cây sam trái. Vâng. Trực văn nhân, giám văn nhân. Nhưng mà sao nó như là cái nét vẽ nhỉ? Anh quay đi cái nhìn cái. Như nét vẽ thật. Vâng, anh quay đi cái nhìn cái. Khó chịu đấy, cái này khó chịu đấy. Cứ quay đi. Trông như nét vẽ thật. Vâng, cái để mà chúng ta ngắm là cái điểm nhấn đường đi của thân cây. Dạ, thế, dạ, có khó chịu nhỉ, đường này. Rất như lẹt vẽ, như bút. Không bao giờ làm được cái thứ hai, theo tôi nghĩ, bởi vì nó không phải là dễ. Mà cái này nó thuộc cảnh làm ra nhá, ta bỏ lại có cành ra này, xong lại bẻ xuống này, lại sang này. À, đặt rồi. Đang mọc mầm rồi, loại cái tuôn lá nó cùng á, cái tuôn lá nó đang mọc mầm mới. Đó rồi là về này. Nói gì thì nói. Được đấy. Cái này cao tầm bao nhiêu anh? Hơn 50 đi. Rồi. Gọi là 50. 50. Vâng. Tác phẩm để bàn chơi. Vâng. Cái này thôi. Nó hay cái này là sam trái đến lúc nó có trái nên là vâng, vâng. Chín, chín tím đen nên nhìn đẹp. Đẹp nhá. Đây quá là sắc lẹm. Cái này giao lưu nào anh? Cái này thì nó anh thật thông cảm thôi, anh em nào Zalo thôi chứ còn thì cũng khó. Tức là báo giá alo đi. Ừ, báo giá alo. Thế nói cứ ngắn gọn luôn là gì, cây này báo giá alo. Thế là được. Còn đang có khách tí nhá. Đây đang đây đang quay video thôi, đang bận tí nhá. Vợ gọi điện hỏi à? Vâng, thế rồi nhá. Vợ hay người yêu ấy? À anh Huynh. Vợ hay người yêu gọi đấy. Đây là bạn gọi. Bạn gái gì? Vâng, hỏi vâng. Cây là bao tiền. À. Cây sáng qua lên khách hứa. Ừ. Vậy cây này anh báo giá alo rồi anh chuyển cái vâng, khác nhá. Chuyển cái khác alo đi. Alo thôi. Rồi, chuyển cái khác. Rồi. À, xin chào các bạn. Vâng, để kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một tác phẩm mai hồng ngọc. Vâng, một cây mai hồng ngọc dáng. Xin chào các bạn nhá. Giới thiệu các bạn tác phẩm mai hồng ngọc. Em Hồng Ngọc Mai. Chân dài.
Đúng là chân dài luôn. Chân dài đến nách. Em Mai chân dài. Em Mai chân dài. Em Hồng thì chân ngắn. Em Hồng chân ngắn, mà Mai chân dài. Em Ngọc thì chân vừa vừa. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai là ba em ba liền. Em. Vâng. Nhưng hôm nay một em này đi chơi rồi. Ừ. Đâu có em ba em thôi, nhưng mà một em là ba em, hôm nay chỉ có hai em. Cái tên Hồng Ngọc Mai là ba em. À ừ. Em Hồng, em Ngọc, em Mai. Em chân ngắn, em chân vừa, em chân cao. Vâng. Cây dáng ban nhân. Dạ. Nhập nhờ. Đây là lộc hoa đấy. Bắt đầu lộc hoa đấy. Tại đây ông nội tôi cắt đi xong rồi chuyển. Ok, cái Hồng Ngọc Mai thì mùa này ra nhiều hoa. Đúng rồi. Vậy cái này tổng thể cũng phải cao đến... Cái này cao phải 70. 70 thật đấy. Vâng, cái này cao 70. Đúng rồi. Đúng ạ. 3 ngàn rưỡi 70. 70 đây. Chân dài rồi này. Ừ. Chân dài đấy. Chân dài. Em chân dài này giá bao nhiêu anh? Em chân dài này giá khoảng 7 triệu. Vâng. Em Ngọc Hồng Ngọc Mai giá 7 triệu. Dạ. Báo luôn 7 triệu. Dạ. Ok, rồi nha. Vâng, xin chào các bạn nha. Tôi sẽ tạm dừng cuốn video này ở đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau.